ở cho cho mày à. Hà ơi à, em đi à, đừng mà vãi ở đường ở bảo à, đi à, ở dòng hạt mương cho bụi à, ra vậy à, em à, ơi lòng à, đi có kệ à, có chương à, em ơi chớ đừng à, ở phải đường mà sường ngày ấy ngày hôm mà nay tan à, mì mà hạt nở mưa ơi ngà bao à, hạt nở rộng vài lời cho bụi à, ra vậy ấy ngà ơi chiếng hai mà ngon nhớ đường mà hôm như chuối mà long em yêu nồng thương ơi tiếng hát bố mẹ mà chào cho hai à, em cố gắng như lừa lời đều khen à, con hải anh à, hai mang hà tin à, quê un phở hồi hát hà mương anh đi vui sướng ngó la ngoài nó chẳng ăn un nó ơi thì anh à ơi bao chồn mà nỗi ở đi đưa vạn ở nghe giang mương giao liu con giò anh à ơi bao à ni ngồi xuống à em à ơi à đưa thăm à hỏi ở vài lời ở chỗ xuống giờ em à ơi em à ho đi chợ về hàng mặn có tiếng hát anh thôi bao trời nó ơi anh ho kém mắt xiềng ít lời mặn nó hát ri un thôi xương cho cùng nó ơi tiếng hát có mặt lòng ở tim ngày à mùa ó bàn xin rơi chẳng cho ra nền em à ơi bởi à vì câu hạt à xiếng ở mương à bố mẹ đỡ lại à vậy mà ở cho hà hay à em à anh hà ni mới gặp mà lần đâu anh chẳng mặt hà un phượng nó về ni un bộ anh con ở à ni tân mì mày anh á ơi quê à un à ăn hớ nghĩa mời về lá đi chơi à ra vậy à em à ơi chứ ngại à nó đi chợ à hoa ở bình à, hỏi xăm à ăn hớ nghĩa ở xóm làng ở quê em là em à mà bao à, đi rộng à hát ở mương à đưa à kết bạn à ở kết phương là quen cùng vậy ai ngay còn là thằng à, chi nữa ông à, ơi biểu đi à, anh phải ở đây bao giờ đục mọc hoa thanh cây lại về cảm ơn anh đưa có lòng ở tâm rằng xa hào chúng khôn chúng ở làng mân này em
un na ni a vinh dự mà cỡ nông hôm mà nay à đi hát cầm trang măng sương nông dài nga hơi anh ho bóc sâu mình dâm chẳng mặn có an trăm nhà con em chẳng ùn nó ơi như cặp mà trang ùn hỏi mà thầm ở trang ở thòi thầm mà quê quan lung lang ở nó đỡ ùn mắt thò mà tỏ tường ở nó về lỡ dụng đợt mưa ngỡ đi ra vậy anh à hơi ô là hỏi em phải bố liên ở được đợt nhẹ quang mà phía na long dầu ùn là khám bà khám vàng đã phải làm chẳng ngoài nhớ lại quê nhà xa lắm ùn ơi xa lắm cờ số xa nghìn mẹ tây cờ ùn nó ơi chú là chẳng che đường khà mà xa xôi sườn nhau phải lội phải ở bò về là bê nhau ra nỉ ngay ngà hơi thế thì ùn ra lăng lăng mà nghe những lời anh nói như xe là chạy đường quê anh ở huyện Thạch Thành thành mi là xa thôn nhà quê anh nghe ùn nó ơi chứ cảm mà ơn anh bồ mà tỏ tương cò ngày đi chợ về mường đi chơi ra vậy anh ơi ngày nó mở hội hát nở mường hại mời ùn na cài ở hòa bình về trời của ngày ấy ngày ngày nó đi chợ về hàng ùn ra quả bộ bao nhà đi chơi cùng nó ơi chắc răng cặp mày ở trang phải xin số điện thoại về lỡ làng của anh ùn là về đến cài đầu ở làng alo điện hỡ rồi ngỡ trang đón này mà cũng hãy anh hơi ngày nó ùn đến đầu làng anh họ xa cửa xa đang rước em rồi ùn nó ơi nếu về là anh có vợ mà có ba thằng cái ùn cái hòa bình về là trời cũng hãy anh ơi ở mà cái mạng nghĩ ở ngơ thằng bùa hay ở bị ca ở hòa bình của anh cũng hãy anh hay ở thằng hãy ùn nó thông rằng xa sâu khổ đời thân anh nồng ùn thương ơi anh hay ho bóc sâu mình nghe dâm
cho rình chưa có bạn đời nương thần cầu thương ơi. Năm mà nay mấy chục mà suối ở đời mà anh kẻ ăn hớ cho ăn mà còn hớ mình bơ vơ nông giỏi ngã hơi. Anh hà ni đã bao là rồi năm nay rằm ha chín ha khành tròn khâu mười rồi ùn nó ơi chứ khâu à mưa là chưa phải mà đặng hớ kha có đi xa đang kha con người chết mê ra nề ngay ngã hơi. Ôn hà ra bối bạc vừa vừa anh hò xấu hổ khổ đời của anh làm ôn nó ơi chưa răng ó mặt mày ơi rằng xa ôn chẳng chê sao chê kha mà lo ra vậy anh ơi chịu nà ni chưa lập mà ra đi à, còn đang hoan hơ cạnh nhà con chờ tình anh dài ngày có thật ra đều đi chẳng chơi hay ôm một gì nói cho đôi anh mơ nó ơi chưa à cam về là đền nhà hớ nàng hỏi à xăm làng xăm có trò trường răng chẳng ra về anh hơi thì khi vui lắm mà mừng nôn hôm nay đi khi dùng ăn nụn nàng hay trường ôn à chi áo người sầu mặn người ở kha hào à chi an hớ thì thật là ai chuộng ra vậy ai ngã hơi bởi à vì ôn ý sầu à ý ở kha cho tình họ đầm mà vậy mà ở leo cào ngoài ấy ngay hình hà trăng chế sầu chế khai gì mơ an là chúng đông là ăn tôi là chỗ mà nãy bố mẹ mà nhà ở nà thằng xa đang khá phải ăn bạn ở vàng ớt lắm mà nằm mà rơi vậy anh ơi nếu anh sướng à ún nơ nàng vì cái nhà ún bảo nhà đi chơi hay anh ơi ôn hà bê hỏi mẹ cũng cha có cho anh để nhà thăm nhà hay chẳng thôi ôn thương khi à đi à, bố mẹ mà dặn nó do người à, sụt nhà hãy sau đưa về lỡ cho mẹ cha ra vậy anh à ơi mong à cho uốn cỏ bán ở đời đi xa đang khá khỏi người ta chỉ hãy anh hay cảm cơ anh hỏi thăm tên hỏi thăm bố mẹ nhà nàng ăn cơm ở khê
mệnh lệnh cho em mà chẳng ngủ nó ơi. Cảm ơn ơi nga đùa mà quán ở ta hỏi xăm đền bộ mẹ nhà nàng cảm ơn ra vậy nga ơi. Hàm bộ à mẹ con khỏe à con ở lên cho ùn mặc hơ đẹp à vậy mà đi chơi à vậy à nga ơi. Bò nó à vui lắm à mừng à nông em mơ cho ùn à cầu đi đa lộ rồi ùn nó ơi. Bố à mẹ con khỏe mà con ở lên cho tình à giúp ùn đi xin bàn ở đơ hết lắm mà nằm mà ra vậy nga ơi. Đưa cho bố mẹ yên ở lòng cho con có bạn ở lòng vong năm này hay ngày. Hỏi thăm bố mẹ nhà nàng nhận chính chính an mấy người mấy nam mấy nữ ùn thôi bố em cùng nó ơi. Cảm ơn ơi nga đưa mặt lòng ở thanh mặn sương hoài ùn mang nhà nàng bố cho ra vậy nga ơi. Bố mẹ xin an giám ở người bốn nam bốn nữ hòa bình đi lên rồi ngay mẹ con ùn ùn lòng ở nhà còn đang sâu xì chưa người xuống yêu rải ngay.